Xin chào tất cả mọi người nha, mình đã quay trở lại rồi đây. Cách đây tầm khoảng 4 năm mình có chơi con game OMG 3Q này. Thì bây giờ nó thành 6 năm rồi. Bây giờ chúng thử vào game xem là sao 4 năm quay trở lại cái game này xem có gì hay ho không nhá. Hôm nay là hôm sinh nhật lần thứ 6 của game này. Các bạn nhìn thấy đồ họa game được nâng lên rất là rõ rệt này. Nhạc nền game thì vẫn như thế, nó khá là hay. Vào game xem nào. Loạn thế tướng khởi, ta sẽ sừng bá thiên hạ. Anh hùng ta quốc. Loạn thế tướng khởi. Ngày trước mình chơi server ở 215 thì phải, bây giờ là 400 server, 4 năm 400 server, trung bình là 1 năm 100 server. Mình chơi server 215 thì phải, ngày trước. Thử mà game bây giờ có gì hay ho không nhá. Chủ nhân, mau tới cứu ta. Ai làm vậy ta? Ok, như vậy là mình đã bắt được rồi. Ô, và là nhận luôn các bạn, và là không cần phải làm cái nhiệm vụ kia luôn. Rồi. Nó nhiều quá, ưu đãi mỗi ngày này. Này vẫn là giảm giá các thứ đó, VIP 1. Chí tôn lệnh. Nạp lần sẽ nhận được tướng tướng đỏ các bạn. Báo danh VIP này, nạp tặng, nói chung là vẫn nạp 50 vạn kim bảng quà cấp này, quỹ trưởng thành này, quà toàn dân 181 người. Còn game này thì vẫn được update thường xuyên các bạn ạ, phải nó lên ma thánh thần xong rồi tùm la tùm lum hết cả lên, kinh khủng, nó nhiều thứ lắm. Còn rượu đây nè. Điểm phải đeo khẩu trang ra đường rồi. Vẫn là giọng game quen thuộc các bạn ạ. Dung lượng game bây giờ khá lớn rồi. Mình tải về là 2 GB, cập nhật thêm tầm khoảng 400 MB nữa. Danh tướng cùng chơi, quà danh tướng. À, quà tiểu kiều này. Điêu thuyền, ôi nhiều thế nhỉ. Sao bây giờ lại có nhiều nhận quà thế nhỉ? Level 10. Hoạt động 7 ngày, cái này thì là quen thuộc rồi. Cái này là 7 ngày, anh em nào cũng có. Cái này 400 mua, là phải 20 mới mua được các bạn. Vãi trường. Là ui rồi quà Minh Dực Ma Báo này, quà này ngày xưa phải phải phải, phải nạp mới có các bạn ạ, vãi cả trường. Ui mảnh kim long luôn, danh tướng lệnh ưu đãi nhiều thế. Ui 200 quà hoàng kim điền đi xin dễ thương. Ui các server mới tặng nhiều thế chị. Ui quà tăng cấp sinh nhật này, hết tổng hợp này. Ngày xưa mình chơi con panda này này thôi, hoặc là con thiên long này, bởi con thiên long này đánh boss lần ra này, xích long này cũng có. Làm gì có Minh Dực Ma Báo đâu. Tú chọn kim hồn, tú chọn tướng đỏ. Lúc đầu vào game thì anh em chỉ có chơi ngô thôi, ngô mới đi ải được. 200 xem ra là cái vẹo rồi. Không ra được các bạn ạ. Chán vãi trưởng, đen thế. Pụp. Ok, như vậy mình sẽ nhận được một mảnh, là mảnh gì đây? Phẩm phẩm bao nhiêu nhỉ? Ngũ hành hoàn, ôi giời. Ngũ hành hoàn, cái này phẩm 16 các bạn, ôi trời ơi. Thời trang kim luôn. Chú chọn tướng đỏ này, thôi lấy chỉ lấy tướng đỏ thôi. Tướng đỏ bao giờ cũng là quan trọng nhất. Một trong 8 tướng đỏ. Chỉ lấy tôn sách cho các bạn ạ. Tôn sách cho đi ải nó ngon đấy. Quả thể lực đơn. Thời trang kim. Ui à. Vai, được tặng thời trang Thánh Quang Thiên Sứ nó đẹp thế. Hạc Lập Vân Đỉnh. Thời trang kim luôn. Còn này giống kiểu Garen ghê. Bây giờ khuyến mãi nhiều hết nhỉ, Thiên Địa Long Hoàng. Còn hàng cũng đẹp các bạn nhỉ. Nhìn nó long lanh huyền ảo nhìn nó sướng rồi. Được chiến lên 75.000 rồi. Đã man chưa? Tú chọn tướng đỏ. Nói chung là cứ lấy tướng đỏ hết mới đầu vào ấy. Một trong 8 tướng đỏ. Kim Long thì lấy Kim Long Đa thôi. Pet tổng hợp này. Pet tổng hợp chọn sau. Thế thực đơn 18 thực đơn à. Danh hiệu tướng thường là 60 anh em mới dùng được nhá. 8 kim chân quyết. Đá tính cấp lì xì dễ thương này.
Bây giờ có 9 cái con bảo đấy. Liền hết các bạn. 34. Bốn bảy ơi bó tay thú hồn ca 1000. Ô, chiêm mộ lệnh này, chiêm mộ lệnh ca 100 luôn các bạn. Ôi à, giờ thế nó khuyến mại nhiều thế. À anh em quay hết 100 thì ra là cái gì nào. Chân điện game vẫn như thế nhỉ. Ngụy Diên người gọi ta là chồng cam nhiều nhưng thực sự giả cho ta lại chẳng có ai. Là cái gì đó, ra ngô nào, không có ngô à? Đại thục các bạn. Hoàng Trung. Thuốc không thể ngừng uống. Hoa đà. Vẫn là cái giọng nghiêm quen thuộc. Thuốc không thể ngừng uống. Thì còn 80 thôi. Quay thử nào. Đeo khẩu trang không phải vì ta xấu mà vì ta quá xấu à. Ngươi còn tiến lên. Trường Cáp Ngụy à, đâu đây là hứa chữ nhầm. Sorry nick. Không có gì ra ngô luôn các bạn ạ. Ta là người thống lại thục ở đâu vàng thì đánh thục tôi và phẩm chất có 10 này. Ôi à. Đã nhiều thế, đại thục này. Lưu bị. Năm mươi lần nữa nào, ra là cái gì không? Hiện nay cứ hai người, dạ, có một người bị tiểu não. May quá ta không bị. Nam nhân mang theo con gà lên chiến. Đại thục, đại thục nhiều thế. Dã man nhiều. Dã man các bạn ơi. Trừng giác. À, lâu lâu không chơi vẫn thuộc. Tặng thằng Minh Dực ma báo thời trang kim thì chị tiểu kiều ở đây ngon quá tiểu kiều đây. Chưa yêu ai mà. Hà ta phụ người thiên hạ. Chữ Tào Tháo này đẹp. Cái này hình tượng thế nhỉ? Nhưng mà bây giờ nó lên thần, lên ma, lên các kiểu các bạn, lên nhiều lắm rồi. Huyền Đức, hôm nay chúng ta tiệc thi bắn cung. Tôn Tượng Hương. Ra gì nào? Ta đeo khẩu trang, không phải vì ta xấu. Ôi trời ơi, mà vì ta quá xấu lại dần dai như con này thế. Hiu, ra con gì được anh em ơi, cho một con nào. Lại chân giác. 100 lần đâu, 110 lần. Không ra con tango là nhiều nhỉ. Thôi anh em tôi này, anh em chỉ lấy à ngô bên này chứ. Ngô bên này. Đấy, lấy đến đại kiều. Mình lấy đại kiều các bạn ạ. À. Lấy đại kiều thì nó đi cùng với lại tôm sách. Đại kiều nó búp nộ. Chỗ này anh em lấy tôn quyền là được. Tôn quyền nó búp giáp. Dương tướng cam tướng 10 có tướng một tư chất 12. Ai trời, thoải mái chưa, nó tặng quà nhiều thế nhở. Sợ chúng mình ngày một anh em sẽ lên được khoảng tầm 30 LV. Ok, nhân vật của chúng ta đây các bạn. Thời trang này nhá. Ngày xưa tìm được bộ thời trang khổ vãi cả trường. Đây là cái gì Minh Giám thời trang, cái này mới này, mình còn chả biết. Đây là ngoại hình trang bị này, chỉ số trang bị này. Ui dồi, 36.000 đẹp chưa. Hạc vật Hạc lập vân đỉnh các bạn ạ. Đẹp bãi. Thực sự rất đẹp luôn. Ghép ảnh đâu nhỉ. Múa theo tiếng sáo. Cái mảnh đó nhỉ.
túi 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 đạo cụ. Nhận nhận một tướng cam. Muốn làm chúa công của ta, thú gì thật. Hồ Điệp ơi là Hồ Điệp, chỉ lại là từ thứ thục từ từ ra thục nhiều lắm các bạn ạ. 6.200 tướng đỏ, tướng đỏ các bạn chỉ có lấy tôn sách thôi, chả lấy được quả nào đâu. Tướng 12 tư chất, 12 tư chất nhưng mà chỉ lấy tôn quyền bánh cho ngô mà. Mảnh tướng đỏ. Ui, tặng nhiều thế, thế này bao giờ mới ấy được. Mảnh tô sách nè. Đến lúc các bạn lên lên cấp ca các bạn có thể đổi sang đơn con khác được mà. Bởi vì mình lúc đầu chỉ có chơi tôn sách thôi, không chơi con gì cả, chỉ có chơi được con tôn sách thôi. Ghét tướng ở đâu nhỉ? Đây mảnh tướng đây. Ai? 5 con tôn sách à? Gọi ta một tiếng tiểu bá vương, cả đời này ngươi không cần lo đói nữa. Tiểu bá vương tôn sách à? Mở to mắt ngươi ra mà xem, ta cưỡi ngựa chứ không phải trâu. Cái giọng ghi âm vẫn như thế hả? Nói chung là rất tuyệt vời. Mảnh trang bị anh ấy ghép một mảnh kim long. Đấy, lấy mảnh kim long lên là dùng. Chỗ này chỉ có tôn sách thôi, gần như chẳng có con nào. Một tiếng tiểu bá dương, cả đời này ngươi không cần lo đói nữa. Quên mất mình đã đi phó bản đâu, còn chưa đi phó bản các bạn ạ. Mới vào phát là chặn luôn rồi. Bây giờ mới vào phải các bạn ạ. Hay phết. Phew. Chủ nhân, để anh Nhi giúp ngươi một tay. Trước mặt là tử quán, hãy vị anh hùng nào đang đợi chúng ta. Mau mời một vị hào kiệt đến giúp hắn ta vào nút trận hình. Múa theo tiếng sáo. Chọn bỏ tướng lên trận. Tôn sách của chúng ta còn chưa được đưa ra trận các bạn ạ. Khổ thế. Chủ nhân, sau khi kích hoạt liên kết lực chiến sẽ tăng mạnh. Chủ nhân, nhấn vào cứ điểm để đánh bại Vu Cát. Vu Cát. Rồi. Ui giời đẹp thế, bộ trang phục đẹp chưa? Vẫn là kiểu có chỗ như thế thôi các bạn ạ, không gì khác cả. Đây, phòng quan vũ của chúng ta đây. Thâm nguyên ba kiếm. Ngày trước toàn chơi con tướng đỏ đắt thì toàn chơi con tư chất 12 Vu Cát này. Nhưng về sau đánh không được, bọn tướng đỏ nó mạnh quá. Sao tướng đỏ vẫn là có gì đó nó hay hơn. Vô song hoàng kiếm. Kim gì mà nhìn cuối đấy. Cuối vãi trưởng nó. Chủ nhân, trong rương báo có kẻ địch, có thể mở thêm rương báo. Hãy để ta tăng. Nếu mà chơi con game này tính đến 5 các bạn ạ. Chứ còn tính thêm 1-2 tháng này hãy con thua. Diện thông tin võ tướng. Dùng nhiều đây rất kinh nghiệm là đủ rồi. Không ăn thua. 265.000 này, nó tính là 1 tỷ lực chiến lúc đấy mà. Lúc đấy mới thành mấy thành hình rồi các bạn. Trước mặt là tả tường, chủ nhân hãy mau đuổi theo. Sẽ có 100.000 người đứng lên. Vẫn là bộ trang phục này các bạn ạ. Điêu vã. Nộ, có nộ, có nộ, có nộ. Vô song hoàng kiếm. Ôi giời, cái mất skill gánh 1 các bạn. Chán ghê. Mọc ngu lưu mã. 98 ao rồi, sao đánh loạn hết cả lên mà. Rồi, đạo diện đẹp đấy, tặng nhiều vẫn cất trường luôn. Thật sự như vậy ngày xưa. Mua 6.400 một con tướng đỏ, 6.400 kim ngân bảo ấy, không phải đơn giản đâu ạ. Đây là có siêu giảm giá rồi đấy. Múa theo tiếng sáo. Chủ nhân nhấn vào đây, chỉ cần có đủ tiếng cấp đan thì có thể tiến cấp. Đẹp, là hình tượng đẹp đấy. Chưa được dùng con kia à. Trời ơi, đây này, vẫn là theo cốt truyện các bạn ạ. Vẫn là theo cái phần cốt truyện.
Vô song hoàng kiếm. Phải mặc cho mặc cái bộ kia chứ. À, chả lẽ nó cho gì cả. Đây là có tù góc dưới bên tay phải của chúng ta đây. Giang Phi và Luby là những nhân vật quen thuộc. Bát môn kim tỏa. Sư tử hống. Hẹo luôn à. Vậy là lên cấp 6, mình phải lên cấp 30 trong... Bây giờ chắc khác rồi, bây giờ không phải là cấp 30 nữa. Nhận mảnh sao thiên mệnh. Ui giời. Vậy sao còn chăm chỉ đi, vậy sao lười đi dã man lên. Thiên mệnh ở đây. Thiên mệnh mới các bạn ạ. Được cái nó tặng nhiều đâu. Phẩm chất đây là xanh, ai Dinh Lego của mình. Chủ nhân, chúng ta cùng đi tìm các bản thiên mệnh đi. Chủ nhân, để anh Nhi giúp người một tay. Tay này. Có cả mi phu nhân à, lấy mi phu nhân về làm gì, lấy tôn tách đấy chứ. Tiếng tiểu bá dương, cả đời này người không cần lo đói nữa. Đấy, tôn sách với đại kiều lên mới được. Mặt chỉ lên 285.000 các bạn, kinh nhá. Hôm nay quên trang điểm, phải đeo khẩu trang ra đường rồi. Đại kiều đây nhỉ, đây, đại kiều đây các bạn. Đại kiều của chúng ta đây các bạn. Hãy nói ta biết, ta với muội muội thì ai đẹp hơn? Tiến cấp 100 các bạn. Phải cần tiến cấp đan nhiều nhiều một tí các bạn. Để kiểu lên phát hình trọng đẹp lắm. Nhưng mà chơi từ từ lại ảo hình nhỉ. À, đại kiều đẹp chưa? Úi giời, bây giờ nhiều thế. Nhạc nền kia thì mình cảm giác nó vẫn thế. Lập với 50 mật tướng đỏ các bạn ạ. Đẹp quá. Danh tướng cùng chơi. Mưa lì xì lợi danh tướng 38.000 bãi là bạc nhỉ, cứ tưởng 38.000 kim cương bảo rồi. Có đổi quốc gia bên kia nhưng thôi từ từ đổi làm gì. Này có tôn sách mới đi ải đây các bạn ạ, vì sao leo tháp ấy, tôn sách cho trâu bò dã man luôn. Quyết phân thắng bại. Ôi trời, quên mất không sắp không sắp xếp đội hình à. Hoành đảo thiên quân. Hoành đảo thiên quân. Quên không chỉnh lại đội hình. Hạc múa theo tiếng sáo, âm thanh thấm cõi lòng. Hạc múa theo tiếng sáo, âm thanh ấm cõi lòng. Okay. Kinh nha các bạn, kinh nha. Chọt chọt. Đấy các bạn thấy là đi ải rất nhanh luôn, còn tôn sách này. Gần như chả có nào nó đi được như kiểu đấy cả. Không bao giờ cũng chỉ là tôn sách. Đây có trang bị rồi. Chúc mừng chủ nhân nhận được trang bị. Mau mặc vào đi. Chủ nhân, ở đây. Hãy cùng cường hóa trang bị. Công việc khác thì sẽ là vẫn là tôi sách cầm cái này. Thông thường riêng một con gánh tin kiểu đấy. Đấy. Hạc múa theo gọi ta một tiếng tiểu bá dương. Cả đời này người không cần lo đói nữa. Tiến cấp. Con này mới có phẩm 19 các bạn. Cứng rắn chống ta. Còn có 6 người.
bọt bọt bọn mình đã chọc rồi, 8k rồi. Chọc 3 con. Chọc chọc. Nó còn chọc nó còn hút máu nữa cơ. Tôn sách ấy, nhưng mà bạn phải sao các bạn sẽ nhìn thấy. Hoành đảo thiên quân. Rồi xong. Phật thủ Kim Dương. Càn quét. Level 18 mới mở càn quét các bạn ạ. Lúc này chúng ta sẽ có phần càn quét nhiều hơn. Một mình ta ngã xuống. Level 8 mình có tự động á, nhưng mà sao bây giờ mình có tự động hay là tự động đi phó bản nhỉ? Nó phải có tự động đi phó bản đấy mới được, nhưng bây giờ nhiều lúc đi cũng lười. À, trời. Đẹp đấy, đúng skin kim khác. Vô song tiêu âm trả. Quý nhân khôi. Những cái đồ cùi cùi lấy phải làm gì? Auto lão vẫn là auto ở trong trận đấy các bạn ạ. Chán ghê. Tà tư. Một chọc. Một chọc của tôi sách hẹo mất rồi. Đánh bại Trương Giác ma hóa. Còn nạp ở đâu, còn gì nạp nữa. 80.000. Tích nạp, tích nạp. Một tiền đâu mà nạp. Em chỉ cày chay thôi. Quả cấp. Đặt cấp 7. Ui giời, cái đồ này cùi lắm các bạn ạ. Tại sao nó nhiều đồ lắm. Nhìn cái khủng này, nhưng mà chơi từ từ nó mới hiểu được. Nhưng mà bây giờ cầm ác xịn quá, vào cũng chả hiểu gì đâu. Túi thiên mệnh này, trang sức này. Cái này là cái phẩm chất, là cái đồ cái này, cái con ngựa của con này cũng được. Cường hóa trang bị. Gọi ta một tiếng tiểu bá dương, cả đời này ngươi không cần lo đói nữa. Đang ở level 8 các bạn ạ. Có túi đồ có thêm gì không? 72 tính nghiệm tầng cao. Kinh nhỉ. Quả tướng 10. Chỗ này anh em chỉ lấy ngô thôi. Ngô này có tiểu kiều thì phải. À có đại kiều thì cũng chỉ lấy đấy, lấy đại kiều thôi mọi người. Quả sinh nhật. Giáp bình đơn lại tướng hot. Tướng hot này thì mình lấy ngô, lấy con gì nhỉ? Lũ bông à? Chỗ này chỉ có lấy lũ bông thôi, chả có còn gì được. Quách ra Hương Duy thục, Tâm Đúc thục. Lô trực là của quần hùng này. Cám Ninh ngô các bạn. Quả thăng cấp sinh nhật. Ui, 50 thể lực. 50 thể lực đơn. Minh Dực Ma Báo này đều có 10 mảnh. Quả quét ra. Nói chung là khuyến mại nhiều lắm các bạn ạ. 25 nhân với 71. Thì rồi. Thoải mái cho anh em vượt ải nha. Nhạc này thì được cái là thay đổi rồi. 60 sẽ mở ra. Ok, cảm ơn mọi người đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Bye bye nha.